Giới thiệu anh em bộ giải mã cảm biến áp suất lốp cho Toyota Cross nhé. Đây, thiết kế khá đơn giản. Bộ này thì chỉ bao gồm một cục tổng và một rắc chuyển đổi thôi. Đấy. Và sau khi em cắm lên Toyota Cross thì nó sẽ nhận ngay. Đây, đây anh em nhé. Đấy, nhận đủ 4 lốp. Bộ này thì khá đơn giản. Bên em sẵn hàng. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ nhé.